Thưa quý vị, đánh giá khả năng ứng phó với dịch bệnh trong tình hình mới, Chính phủ đã đưa ra thông điệp thống nhất nhận thức về chuyển dịch trạng thái từ Zero Covid sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Đây cũng được xem là chìa khóa quan trọng để các bộ ngành, địa phương xây dựng các kịch bản cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép mà các nghị quyết của Chính phủ đã đề ra trong năm nay và giai đoạn tiếp theo. Khẳng định các giải pháp phòng chống dịch đã và đang thực hiện cơ bản là phù hợp, đúng hướng, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục kiên trì thực hiện mục tiêu kép theo 6 nguyên tắc cơ bản. Xác định rõ, nguyên tắc thứ nhất là y tế phải là trụ cột, là trung tâm. Cái nguyên tắc thứ hai là kinh tế là phải cơ sở, là nền tảng. Nhưng không có kinh tế thì báo cáo với các đồng chí cũng không, cái gì cũng đi mua cả, không có kinh tế cũng được. Dữ liệu khoa học, công nghệ là then chốt. Ổn định chính trị xã hội là trọng yếu và thường xuyên. Vaccine, thuốc chữa bệnh và ý thức của người dân là điều kiện tiên quyết. Cái thứ sáu là sản xuất thì phải an toàn thì phải sản xuất. Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Đà Nẵng cũng đã chủ động thực hiện từng bước chắc chắn để thiết lập trạng thái thích ứng an toàn và linh hoạt áp dụng cho từng thời điểm, đảm bảo hài hòa giữa nới lỏng và kiểm soát dịch. Trong đó, xác định nguyên tắc lõi, kinh tế là cơ sở, là nền tảng. Ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, thành phố đã tổ chức đối thoại trực tiếp và trực tuyến với hàng trăm doanh nghiệp nhằm tháo gỡ và bàn bạc, xây dựng chính sách cho một trạng thái thích ứng mới, tạo động lực cho quá trình phục hồi kinh tế xã hội địa phương. Lãnh đạo thành phố cam kết phải chịu trách nhiệm và tôi đã bàn, nói rõ là có lẽ đây sẽ là cái điều là quan trọng nhất, chắc là các doanh nghiệp không phải mong muốn về tiền bạc của thành phố, mà mong muốn về việc đơn giản hóa các thủ tục và tinh thần trách nhiệm phục vụ doanh nghiệp của các sở ban ngành và các địa phương. Không chỉ dừng lại ở lời nói suông, một loạt các giải pháp đã được thành phố triển khai nhằm tạo đà cho kinh tế phục hồi như hỗ trợ 50% phí sử dụng hạ tầng trong năm 2021 tại khu công nghệ cao và các khu công nghiệp, khu công nghệ thông tin tập trung, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tiếp cận quỹ đầu tư phát triển thành phố với lãi suất 0% trong thời gian 24 tháng. Hỗ trợ 50% chi phí xét nghiệm cho lao động của doanh nghiệp, tiêm vaccine cho lao động, v.v. Thành phố cũng đã đề ra 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế cho năm 2022 ở 3 cấp độ thấp, trung bình, cao và cụ thể hóa các nguồn lực, giải pháp để hướng đến mục tiêu tăng trưởng tốt nhất cho năm sau.